mấy cái ước mơ cho giáo phận. Ước mơ là tất cả mỗi người chúng ta đoàn dân Chúa cố gắng lắng nghe lời Chúa và sống thánh thiện. Ước mơ điều đó. Rồi ước mơ thứ hai, tất cả mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận chúng ta hiệp nhất với nhau, hiệp thông với nhau. Rồi ước mơ thứ ba là tất cả mọi người đều nhiệt thành hăng say làm việc tông đồ, làm việc truyền giáo. Tôi lặp đi lặp lại ước mơ đó nhiều lần, nhưng mà cuối cùng rồi thì ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Bây giờ làm sao để biến nó thành hiện thực? Cho nên cuối cùng rồi tôi đã suy nghĩ mấy năm và tôi đã chuyển ước mơ đó thành hành động. Đó là qua cái dự án mục vụ 10 năm. Dự án mục vụ 10 năm để chúng ta hướng tới năm 2027, chúng ta sẽ mừng 400 năm tin mừng đến đất phát diện của chúng ta. Và trước đó chúng ta sẽ mừng 125 năm thành lập giáo phận. Biến cái ước mơ thành hành động. Và tôi đưa ra thành cái dự án đó. Chúng ta cố gắng nên thánh. Rồi chặng đầu tiên là chúng ta cố gắng để xây dựng hội thánh thành cộng đoàn mầu nhiệm, sống hiệp thông với Chúa, một cộng đoàn biết nên thánh, một cộng đoàn biết lắng nghe lời Chúa, biết cử hành phụng vụ cho thật là sốt sắng, biết kết hợp với Chúa trong bí tích thánh thể, vân vân. Đó là một cộng đoàn thánh thiện, đó là ước mơ thứ nhất. Rồi từ năm ngoái, năm nay chúng ta cũng đang cố gắng để thực hiện cái giai đoạn thứ hai là xây dựng thành một cái cộng đoàn hiệp thông. Chúng ta nhìn lại từ cơ cấu ở trong giáo hội, giáo phận chúng ta, từ các ban chấp hành tới các đoàn thể, tới dòng tu, tới tất cả những cái nhóm. Nó cố gắng làm sao để xây dựng giáo hội thành một cộng đoàn hiệp thông, hiệp nhất nhiều hơn. Và đặc biệt chúng ta tạ ơn Chúa rất là may và chúng ta được hỗ trợ thêm bởi vì cái chương trình xây dựng kiến tạo một hội thánh hiệp hành theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco hướng tới Thượng Hội đồng Giáo mục sắp tới đây năm 2023 và 2024 nữa, để xây dựng một hội thánh hiệp thành, tức là hiệp thông tham gia và sứ vụ. Rồi thì trong năm sắp tới đây thì tôi không còn đây nữa, nhưng mà tôi hy vọng là anh chị em có thể là dưới sự hướng dẫn của Đức Cha mới, hy vọng có thể tiếp tục được hướng tới một cái giai đoạn thứ ba là một hội thánh thi hành sứ vụ của mình, lên đường thi hành sứ vụ của mình, để rồi chúng ta có thể kết thúc bằng niềm vui tạ ơn vào năm 2027. Thưa anh chị em, những con đường còn dài, nhưng mà dù sao chúng ta cũng đã cố gắng để thực hiện cái mục tiêu mà Chúa đã truyền cho chúng ta, đó là chúng ta phải là những người làm chứng về Chúa, loan báo tin mừng cho Chúa. Ước mong anh chị em đừng bao giờ quên cái chuyện này và đừng bao giờ đặt xuống hàng thứ yếu. Đừng đặt xây nhà thờ, xây dựng cái nọ cái kia lên trên việc mục đích loan báo tin mừng. Đừng đặt cơ chế của mình, nhà dòng hay cái gì trên cái mục tiêu này. Đừng bao giờ. Đừng bao giờ đặt những cái mục tiêu, những sở thích của mình trên cái mục tiêu loan báo tin mừng. Nếu chúng ta chỉ nhắm tới cái sở thích riêng của chúng ta, lợi ích riêng của chúng ta, quan điểm riêng của chúng ta, mà chúng ta coi nhẹ cái việc làm chứng cho Chúa, thì đó là chúng ta thất bại. Nếu chỉ vì chúng ta muốn sống theo ý mình, được như ý mình, mà chúng ta làm thiệt hại tới cái việc làm chứng cho Chúa và chúng ta làm thiệt hại tới việc rao giảng tin mừng, thì chúng ta phải xét lại cách sống của mình. Chúng ta phải xem coi làm sao. Chúng ta đưa ra đủ mọi lý do hết, nhưng mà hỏi rằng cái việc đó, cái điều ấy có giúp ích cho việc loan báo tin mừng hay không? Cái việc đó, cái hành vi đó, cái chương trình đó có giúp tôi làm chứng cho Chúa hơn hay là không? Hay là tôi làm lu mờ hình ảnh của Chúa nơi cộng đoàn của tôi, nơi giáo xứ của tôi, nơi nhà dòng của tôi, nơi giáo họ của tôi, nơi giáo phận của tôi? Thưa anh chị em, trong thánh lễ cuối cùng tôi muốn nói điều đó là bởi vì đó là tất cả cái mục tiêu của chúng ta.
tôi được sai đến đây với anh chị em cũng chỉ vì mục tiêu đó. Và anh chị em nói sát lại, tôi cầu chúc cho tất cả cộng đoàn giáo phận luôn luôn tiến lên. Và những điều chúng ta nói đó đã được đúc kết trong một cái lời nguyện tắt mà anh chị em hiện nay đang đọc mỗi ngày: lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hóa chúng con, xin giúp chúng con trung thành thực thi lời Chúa, và xin cho mở lòng mọi người để họ tin nhận Thiên Chúa là Cha nhân từ. Đó là cái chương trình sống của chúng ta, chương trình hành động của chúng ta, và đó chính là cái điều chúng ta mơ ước. Cầu chúc cho tất cả anh chị em trong thời gian sắp tới, chúng ta cùng với Đức Cha mới Phêrô cầu công tùng để chúng ta tiếp tục thực hiện được cái lệnh truyền của Chúa. Hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi thụ tạo. Thưa anh chị em một lần nữa, đừng bao giờ quên, đừng bao giờ đặt xuống hàng thứ yếu. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý cha và anh chị em, mọi người trong cộng đoàn giáo phận chúng ta, và xin cầu chúc cho giáo phận chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành quả trong công cuộc loan báo tin mừng. Và xin anh chị em hãy cùng nhau xây dựng, chúng ta nhớ nhau trong lời cầu nguyện.